Ngày nay, việc sử dụng các dầu gội hóa chất và các dịch vụ làm tóc từ nhiệt và hóa học khiến mái tóc của chị em phụ nữ trở nên hư tổn, sơ yếu và dễ gãy rụng. Nhận thức được điều này, chị em có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên vì tính an toàn và hiệu quả. Ngày nay, việc sử dụng các dầu gội hóa chất và các dịch vụ làm tóc từ nhiệt và hóa học khiến mái tóc của chị em phụ nữ trở nên hư tổn, sơ yếu và dễ gãy rụng. Nhận thức được điều này, chị em có xu hướng lựa chọn các sản phẩm dầu gội dược liệu có nguồn gốc tự nhiên vì tính an toàn và hiệu quả. Cùng Dilis, điểm mặt 6 nhãn hiệu dầu gội dược liệu đã làm mưa làm gió trong năm 2019. Một, dầu gội dược liệu Thái Dương. Dầu gội dược liệu Thái Dương là dòng sản phẩm truyền thống của công ty Sao Thái Dương. Dòng sản phẩm này có mặt sớm nhất trên thị trường dầu gội dược liệu và hiện nay đã rất phổ biến. Dầu gội dược liệu Thái Dương là sản phẩm được quảng bá rộng rãi nhất đến người tiêu dùng. Điểm nổi bật của dầu gội dược liệu Thái Dương. Dầu gội dược liệu Thái Dương gồm hai sản phẩm nổi trội. Dầu gội dược liệu Thái Dương Ba hiện có hai mùi, hương hoa và hương lá, có tác dụng sạch gàu, ngăn rụng tóc. Dầu gội Thái Dương 7 là sản phẩm giảm gàu ngứa nhờ bổ sung chất chống gàu. Sản phẩm này có giá thành cao hơn so với Thái Dương 3. Nhìn chung, các dòng dầu gội Thái Dương được phản hồi sạch gàu, mờ tóc, mùi hương phù hợp với phụ nữ trên 30 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng gặp tình trạng tóc rụng nhiều, xuất hiện nhiều gàu sau khi sử dụng sản phẩm. Hương lá thảo dược được đánh giá hắc và nồng, chưa phù hợp với thị hiếu các bạn trẻ. Giá tham khảo dầu gội dược liệu Thái Dương năm 2020. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3, 50,000 đồng chai 200ml. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7, 105,000 đồng chai 200ml. 2. Dầu gội dược liệu thảo dược Iverose. Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua thương hiệu dầu gội dược liệu Iverose đến từ hãng mỹ phẩm nổi tiếng cùng tên của Pháp. Iverose là dòng dầu gội dược liệu chỉ lựa chọn một loại dược liệu thảo mộc chính. Điểm nổi bật của dầu gội Iverose: không kết hợp nhiều loại thảo mộc như văn hóa phương Đông, Iverose sử dụng một loại thảo dược làm chủ đạo đại diện cho mùi hương và công dụng của mỗi sản phẩm. Dầu gội dược liệu Iverose đa dạng sản phẩm và mùi hương cho các chị em lựa chọn. Các sản phẩm dầu gội dược liệu thảo dược Iverose được đánh giá có hương thơm tinh tế, tóc sạch như các dòng dầu gội nhập khẩu khác. Dầu gội dược liệu thảo dược Iverose sử dụng ít chất làm mượt, do đó nếu không sử dụng dầu xả tóc sẽ gặp tình trạng khô rít khi vừa gội xong. Ngoài ra, mức giá của dòng sản phẩm này được đánh giá là khá cao so với thu nhập của phụ nữ Việt Nam. Giá tham khảo dầu gội dược liệu thảo dược năm 2020. Dầu gội dược liệu thảo dược có giá khá cao 220,000 đồng chai 300ml. 3. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân. Tuy xuất hiện trên thị trường chưa lâu nhưng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân của dược phẩm Hoa Linh đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ nhà thuốc và người tiêu dùng. Điểm nổi bật của dầu gội dược liệu Nguyên Xuân. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân kết hợp 13 loại dược liệu cổ truyền. Đáng chú ý, hai thành phần đặc biệt quý là bạch quả và hà thủ ô giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu, từ đó dưỡng tóc từ gốc. Cùng với các dược liệu khác như bồ kết, mần trầu, ngũ sắc và các loại tinh dầu, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt, bồng bềnh và sạch gàu ngay sau lần gội đầu tiên. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân còn giúp cải thiện các vấn đề của tóc hiệu quả, phục hồi khô sơ, hư tổn, giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc, hỗ trợ ngăn ngừa tóc bạc sớm. Hương thơm xả chanh giúp thư thái đầu óc sau ngày làm việc mệt mỏi. Hiện nay dầu gội dược liệu Nguyên Xuân gồm có Nguyên Xuân nâu dành cho tóc thường và dầu gội dược liệu Nguyên Xuân xanh dưỡng tóc dành cho tóc yếu, hư tổn. Lấy nền tảng là dưỡng tóc, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân làm hài lòng tất cả khách hàng bằng một mái tóc dày, khỏe, bóng mượt chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Với những ưu điểm tuyệt vời từ công dụng, mùi hương cùng với giá cả phải chăng, đây chắc chắn là thương hiệu dầu gội dược liệu đáng thử nhất trong năm 2020. Giá tham khảo dầu gội dược liệu Nguyên Xuân. Giá dầu gội dược liệu Nguyên Xuân nâu 45,000 đồng chai 200ml. Giá dầu gội dược liệu Nguyên Xuân xanh dưỡng tóc 50,000 đồng chai 200ml. 4. Dầu gội dược liệu Lam Mộc. Dầu gội dược liệu Lam Mộc là thương hiệu thuần Việt được biết đến chủ yếu bởi người tiêu dùng online. Lam Mộc là dòng dầu gội dược liệu thuần Việt. Điểm nổi bật của dầu gội dược liệu Lam Mộc: dầu gội dược liệu Lam Mộc tạo cảm giác thân quen, hương thơm khá dịu dàng, do đó dễ dàng chinh phục người tiêu dùng Việt. Dầu gội dược liệu Lam Mộc sử dụng một số loại thảo dược quen thuộc như bồ kết, tinh dầu bưởi, hương nhu, bồ hòn, kết hợp chất chống oxy hóa, chất kháng viêm tự nhiên, giúp da đầu sạch, tóc mượt khỏe và ngăn ngừa gàu hiệu quả. Hiện nay hãng có 4 dòng chính của dầu gội dược liệu Lam Mộc gồm:
dành cho tóc khô, tóc nhờn, tóc nhuộm và cho tóc đen thường. Trong các dòng sản phẩm, dầu gội dược liệu bồ kết thiên nhiên Lam Mộc là sản phẩm ưu tú được yêu thích nhiều nhất. Giá tham khảo dầu gội dược liệu Lam Mộc năm 2020, giá dầu gội dược liệu Lam Mộc có giá 125.000 đồng chai 200ml 5, dầu gội cặp ô liu, dầu gội dược liệu sách tay, thương hiệu dầu gội dược liệu ô liu Hàn Quốc không còn xa lạ với các chị em có sở thích dùng hàng sách tay. Tuy chủ yếu được bán tại các cửa hàng mỹ phẩm sách tay và online nhưng nhãn hiệu này được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích sử dụng. Dầu gội cặp ô liu là dòng dầu gội dược liệu sách tay chất lượng tốt nhưng hay bị làm giả. Điểm nổi bật của dầu gội ô liu khác với các sản phẩm dầu gội dược liệu khác, dầu cặp ô liu có hương thơm hiện đại, tự nhiên, đặc biệt mái tóc suôn mượt bồng bềnh là điều khiến cặp dầu gội dược liệu đến từ xứ sở kim chi chiếm trọn tình cảm của khách hàng. Tuy nhiên, chính vì sản phẩm đắt tiền và được ưa chuộng nên sản phẩm này bị làm giả rất nhiều. Chị em nên lưu ý tìm mua ở các cửa hàng uy tín. Giá bán dầu gội cặp ô liu Hàn Quốc năm 2020. Giá bán cặp dầu gội dược liệu ô liu Hàn Quốc là 270.000 đồng. 6. Dầu gội dược liệu Thoracao. Thoracao là dòng dầu gội dược liệu, dầu gội thảo dược được biết đến rộng rãi tại khu vực Nam Bộ của công ty mỹ phẩm Lan Hảo. Việt Nam, điểm nổi bật của dầu gội dược liệu Thoracao. Dầu gội dược liệu Thoracao phát triển dòng dầu gội chuyên biệt với các loại hương dược liệu quen thuộc như hoa bưởi, bồ kết, xả chanh. Đặc điểm nổi bật của dòng dầu gội này tác dụng mềm mượt, giá cả bình dân. Các sản phẩm dầu gội dược liệu Thoracao sử dụng mùi hương hơi mạnh để phù hợp với thị hiếu người miền Nam. Do vậy, hiện nay tại miền Bắc và miền Trung sản phẩm này không được ưa chuộng. Giá bán dầu gội dược liệu Thoracao năm 2020. Giá bán dầu gội dược liệu Thoracao dao động từ 56.000 đến 75.000 đồng tùy mùi hương. Link mua sản phẩm dầu gội dược liệu mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.